Ok, chào mọi người, mình là Ryan đây và các bạn đang xem chiến lược trong ngày tập số 72. Trong video này mình lại tiếp tục phân tích xu hướng vàng và các cặp tiền thông dụng để quý nhà đầu tư cùng các bạn học viên giao dịch với mình. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về DSI ở trên khung thời gian D1. Trong video tập số 71 thì chúng ta cũng có phân tích được rằng là DSI sẽ còn thêm một nhịp tăng nữa ở khung thời gian 4 giờ, quay trở về quanh mốc cản đầu tiên là khu vực 101.5. Và mọi người thấy được là sau khi cái bản tin ngày hôm qua ra mắt thì DSI đã chính thức là chạm vào được cái vùng cản của chúng ta. Và hiện tại nếu như mà chúng ta xem xét về cấu trúc của khung thời gian D trên DSI thì mọi người chú ý được rằng là cái bay mà chúng ta xác nhận là một cái vùng TP ấy thì bản chất nó chỉ là thanh khoản trong cấu trúc con thôi. Nó chỉ là thanh khoản trong cấu trúc con thôi. Và cái vùng flip tương tác trong cái nhịp giảm này thì mình thấy là nó cũng không đủ uy tín để mà có thể là xem là một cái vùng flip có thể là giữ được giá nó giảm tiếp tục ha. Cho nên là DSI trong khoảng thời gian tiếp theo thì mình cảm thấy là vẫn sẽ tiếp tục tăng lên những cái cột mốc cao hơn ở trên này. Cao hơn ở trên này là quanh khu vực 101.8 và 102 theo cái Fibo trọng điểm quanh 0.7 này, 0.7 ở đây nhé. Rồi. Vậy thì chúng ta hiểu được rằng là cái vùng hiện tại là nó chỉ có giá trị là một vùng phản ứng chứ không phải là một vùng để mà chúng ta canh giao dịch sell ha. Ok, thì đó là về DSI. Tiếp theo là chúng ta nói về vàng. Vàng trong video tập số 71 thì chúng ta cũng có canh sell ở quanh khu vực 68. Thì những ai mà chúng ta chưa biết vì sao mà mình canh sell ở khu vực này thì mọi người có thể xem lại ở video tập số 71. Và ở khung M1 tối hôm qua thì chúng ta cũng có cập nhật ở trên group là đang có một cái confirm giảm ở M1 vào khoảng khoảng tầm trưa này, sau đó là giá nó giảm xuống ở đây. Thì cái lệnh này chúng ta đã giao dịch khá là thành công ha. Và nói về xu hướng ở thời điểm hiện tại. Hiện tại thì sẽ có nhiều người thấy là vàng nó đang ở trong một cái đà tăng lên, nhưng mà như mình đã nói thì hiện tại khung thời gian lớn hơn giá nó đang ở trong một cái xu hướng giảm của khung thời gian week ha. Và vừa rồi thì vàng nó đã xử lý một cái mốc thanh khoản ở khung thời gian D quanh 1985. Cho nên là tạm thời vàng theo mình sẽ có một cái nhịp hồi về, một cái nhịp hồi phục về. Và trong một cái nhịp, xử lý thanh khoản thì vàng sẽ có xu hướng là quay trở về để mà khai thác những cái khối IMB ở cấu trúc ở bên dưới. Thì mọi người chú ý được rằng là chúng ta sẽ có một cái order block chưa được khai thác ở quanh khu vực 1945 này, ở quanh khu vực 1940. Trong video tập 71 thì chúng ta cũng có xem quanh khu vực 46 này thì nó là một cái inducement đúng không? Cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo đối với mình nếu như mà mình canh buy, thì mình sẽ không có chờ quanh cái bay 1948 để mà mình buy, mà mình sẽ chờ quanh khu vực 1940. Đồng thời nó cũng là vùng IMB mà mình liên tục nói ở trong những video tập số 70, 69 và 68. Đó. Ok. Đó. Rồi. Và bây giờ chúng ta xuống khung thời gian nhỏ hơn. Khi mà chuyển xuống khung thời gian nhỏ hơn thì mọi người thấy được rất là rõ là chúng ta đang có một cái order flow giảm đúng không? Chúng ta đang có một cái order flow giảm xuống như thế này và nó thể hiện được là đội sell hoàn toàn là chiếm kiểm soát thị trường hiện tại. Sáng nay thì mình cũng có post cho mọi người một cái confirm ở M1 quanh cái khu vực hiện tại này. Thì nếu như mà mọi người giao dịch theo M1 thì chúng ta có thể target xuống cái quanh cái khu vực 1953. Thì bản chất của nó là đáy cũ thôi. Bản chất của nó là đáy cũ. Và phân tích về cấu trúc tiếp theo, về chiến lược canh sell tiếp theo của chúng ta thì mình thấy được rằng là hiện tại quanh khu vực 1968 này thì chúng ta đã có một cái mốc thanh khoản khá là mạnh và chúng ta hiểu nó là một cái mốc cao bằng nhau ha. Một cái mốc cao bằng nhau thì bên trái này chúng ta cũng có một cái flip tương tác, với cái vùng supply này. Cho nên là chúng ta vẫn có thể là xem confirm để mà chúng ta sell xuống tiếp tục ở trên quanh cái khu vực 1970 này, trong trường hợp nếu như mà giá nó có một cái nhịp tăng tiếp tục lên như thế này, thì chúng ta sẽ canh sell ở quanh cái khu vực này. Đấy.
Rồi, ok, target của chúng ta thì đội sale chúng ta vẫn sẽ target xuống những cái khu vực thấp hơn là 1946 và thấp hơn nữa là sẽ là 40, và chúng ta canh buy ở bên dưới khu vực demand của khung thời gian D1. Đó. Ok, thì đó là chiến lược của vàng trong khoảng thời gian tiếp theo. Mình sẽ nói một tí về u kẹt. U kẹt ngày hôm qua thì giá nó đã giảm rất là mạnh. Nó chỉ chạm vào đến cái vùng cản này của chúng ta. Đây là một cái vùng cản mà mình cũng có thông báo cho mọi người. Tuy nhiên là chúng ta đã không có sử dụng cái vùng này để mà chúng ta giao dịch ha. Tại vì theo mình thì đây nó là một cái vùng thanh khoản. Hiện tại thì nếu như mà giá nó cứ liên tục là nó giảm xuống như thế này thì có thể là chúng ta sẽ cần phải xét lại một tí về cấu trúc. Xét lại một tí về cấu trúc. Hiện tại thì như mình thấy u kẹt cũng bắt đầu là có dấu hiệu bắt đầu sideways, có dấu hiệu bắt đầu sideways, và hiện tại thì giá nó đang đi trong biên từ 1.324 này cho tới đáy mới hiện tại là 1.30091, và cái vùng đáy này thì nó cũng có một cái lượng thanh khoản để lại cho chúng ta ha. Cho nên là vùng này về căn bản vẫn có thể là một vùng để mà chúng ta quan tâm, một lệnh buy lên, một lệnh buy lên. Đây, ở đây. Rồi. Thì về chiến lược chính của u kẹt thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chúng ta sell, chúng ta chờ sell ở những cái quanh khu vực Fibo trọng điểm của con sóng lớn ha. Còn trong trường hợp nếu như giá nó tiếp tục nó đi xuống thì chúng ta có thể là canh confirm để mà buy trước ở quanh khu vực 1.30957 này. Ok. Rồi thì đó là về u kẹt. Về GZ. GZ trong video tập số 71 thì nó cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên thì trong ngày hôm nay thì chúng ta đã xác nhận được một cái nhịp hồi quy của cái con sóng tăng này, và mọi người chú ý rằng là chúng ta đang ở bên trong một cái kênh song song tăng, đúng không? Một cái kênh song song tăng của GZ như thế này thì chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý nếu như giá nó tăng lên tới cái khu vực canh bán của chúng ta thì có thể đó sẽ là một cái cấu trúc tăng hoàn chỉnh, tại vì nó đã thủng qua được đáy đỉnh 182.5 này, cho nên là chúng ta sẽ có một cái 2 ở 2 ở đây ha. Và nếu như mà giá nó tăng lên trong một cái cấu trúc tăng thì tốt nhất là nếu như muốn sell thì chúng ta sẽ chờ confirm ở quanh khu vực 182.9 ha. Ok. Thì đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.